Trung xin chào tất cả anh em nhé, lại thêm một cái video đăng demo nhé anh em. Trung đăng trước một cái con động cơ, đăng trước có nghĩa là chưa có máy mới về nguyên trạng cắt trong xe ra nhé, chưa có không có vệ sinh, chưa có qua vệ sinh rửa hay là mông má gì hết. Cái con này thì cắt xe ủi nhé, D2 đời cổ nhé anh em, 4DQ1 nhé. Đây này, tên tuổi của nó nhé, Mitsubishi 4DQ11 nằm trên xe ủi D2 đời T nhé anh em. Cái con này anh em làm hệ cơ giới thì chắc là rành rồi. Máy thì cũng còn thấy tạm tạm đấy. Tạm tạm nhá. Hàng bãi luôn nhé anh em. Đây số giờ chạy của nó đây. Số giờ chạy của Mitsu thì lúc nào nó cũng có đồng hồ giờ bên hông như thế này này. 2.726 giờ nhé anh em. Đấy số giờ chạy nó còn đấy. 2.726 giờ. Bụi bẩn đúng chất của nó là chưa bung chưa chạm gì hết này. Về cái con xe chắc là họ mua cái con xe về cắt dọn gì đây không làm không nên thân rồi, rồi tháo ra luôn bán động cơ riêng. Đây 4DQ1 trừ máy đây, cái số series nó có đây. Máy lóc vàng ché hết nhá. Dơ bẩn tí thôi, con này Trung đang xịt dầu qua này để ngâm rồi rửa vệ sinh, nếu anh em có nhu cầu test thì Trung sẽ test, hoặc là anh em giá mà mù thì cái giá mù nó sẽ khác đi nhé anh em. Giá mà test sống ngon thì giá nó khác một tí, test dở thì nó giảm một tí, còn mù thì nó thấp hơn nữa. Đây bánh đà chân cơ giới mới cái mặt bên đây thôi nhé, sạc đủ nha. Bốn đi quy 11 này cái kiểu dáng nhìn nó giống như y hệt như 4 đi quy 5 như vậy đấy, nhưng mà nhỏ 2 ly, 82 ly nhé em, giống y hệt 4 đi quy 50 như vậy đấy. Công suất nó mấy ngựa, con này trên cơ giới thì mã lực nó thấp lắm, hình như nó để tầm khoảng 35 ngựa gì đấy. Heo cơ giới nhá, heo cơ giới đầy đủ hết nhé em, hai cần nhá, một cần ga một cần tắt máy này, đề sạc đủ hết nhé em. Đấy nguyên bụi bẩn chất bãi như vậy đấy, nắp này không có chưa có dấu động chạm gì hết nhé. Đấy, Trung có một cái con động cơ cắt máy ủi D2 như vừa mô tả, Mitsubishi 4DQ50 à nhà không, 4DQ11 cứ nhầm với 4DQ5 suốt. Anh em thợ làm quen tay có làm qua dòng này để biết cần hoặc là ngay việc sử dụng thì anh em cứ liên hệ nhé. Mấy cái con máy ủi này tua chậm chậm nhưng mà độ bền của nó thì khá là ok nhé. Máy ủi hồi xưa giờ anh em làm gắn phát điện này, gắn chẹt các thứ thì đẩy nhỏ nhỏ các thứ đấy thì khá là ổn nhé. Hàng Mitsu thì nói chung cũng tương đối dễ kiếm phụ tùng nên nó thông dụng một tí. Rồi, Trung có cái video demo ngắn như vậy, anh em xem đúng nhu cầu sử dụng ngay việc hoặc là quan tâm thắc mắc vấn đề gì anh em cứ alo trực tiếp Trung nhé. Số điện thoại của Trung thì ghi trên tiêu đề rồi, địa chỉ của Trung ở Châu Thành, Long An nhé anh em.